Xin chào mọi người, trước mắt các bạn đang nhìn thấy đây là một bộ linh kiện RC để chuẩn bị nâng cấp cho chiếc xe tải Uran của WPL. Đây là chiếc xe mà khách hàng của Ford chơi, nâng cấp rất là nhiều thứ, full, gần như là full option, chỉ thiếu một cụm cầu treo phía sau thôi, cụm treo cầu bập bênh phía sau. Thì cái đấy thì Ford chơi chưa về hàng nên là đang phải làm sau. Còn ở trước mặt các bạn đây là bộ linh kiện đã đầy đủ, gần như là đầy đủ, và nó bao gồm nhiều nhất tất cả các linh kiện của Ford chơi đang có, gần như là tất cả các rồi. Linh kiện kho đồ chơi đang có sẽ được lắp vào chiếc xe này. Thì mình cũng nhân tiện mình cũng sẽ làm video clip để giới thiệu với các bạn về các cái món đồ mà sẽ nâng cấp được cho các cái xe của WPL hoặc là cái chiếc Uran của WPL trước mắt đây. Thì mình sẽ giới thiệu qua một chút nhé. Đây, ví dụ như là tay điều khiển này, MC6C, hộp số full kim loại, 3 cầu. Mặc dù là WPL Uran ấy, mẫu Uran thì nó đã có chủ bánh năng nhôm khế kim loại rồi, nhưng mà khách hàng của kho đồ chơi thì muốn nâng cấp tất cả những cái bạc rồi chụp hắp lái này, rồi chụp đầu chụp đều bằng kim loại, và các cái bạc cũng bằng kim loại, nên là anh quyết định là thay toàn bộ tất cả những này, thay toàn bộ cả một bộ chụp luôn, chụp ca đăng kim loại, lựa chọn là inox. Đây cũng là các cái tai bắt vào khung này, đây là cụm đuôi phía sau, đây cái thanh dầm phía giữa, đây là cản trước, sản phẩm này mới có nhíp kim loại, đèn pha, đèn xi nhan, đây là đèn pha, đây là sản phẩm tự chế đi theo bộ mạch và tắt đèn, điều khiển đèn đây, RX đi kèm theo cái mạch 360A, 320A, hỗ trợ pin 2S, 3S, sử dụng pin 2S, anh mua thêm một cục để sửa cua, đây là mạch giải lớn âm thanh và sử dụng cái loa này, đây là mô hình fix, hai fix lính cao 10cm có thể là sẽ cho ngồi được vào trong cabin, sử dụng sạc B3, sạc nhanh 20W, bộ nâng cấp bộ bánh mâm kim loại. Đằng sau bánh sau là sử dụng hấp đôi, bánh đôi. Đây, sử dụng bánh đôi. Còn đây là hai bánh trước. Bánh trước các bạn có thể nhìn thấy mâm nó hơi khác một chút. Còn bánh sau đây. Bánh sau là bánh đôi. Bánh đôi đặc khác. Đấy. Ok. Đây là đế bắt nhíp vào cầu bằng kim loại luôn. Còn đây là các cái nhôm khế để kết nối với cả các cái trục bánh răng này. Đây là linh lái bằng kim loại, đây là hấp lái bằng kim loại luôn. Ok. Toàn bộ những cái linh kiện này sẽ được lắp lên chiếc xe Uran. Thì mình cũng sẽ chuẩn bị bắt đầu đây. Đây còn thiếu cái servo nữa. Servo thì mình đang quên mất, mình chưa để vào đây. Ok, nếu mà các bạn quan tâm đến chiếc xe này và cũng muốn độ một chiếc xe như này, và các bạn cần sự giúp đỡ, cần sự trợ giúp, tư vấn hỗ trợ để nâng cấp, lựa chọn linh kiện hoặc là mua linh kiện hoặc là cách làm, thì các bạn có thể inbox cho shop. Thì shop có thể chia sẻ cho các bạn cách làm hoặc có thể hỗ trợ các bạn làm. Hoặc là shop cũng có thể có shop cũng có dịch vụ nâng cấp xe. Thì nếu mà các bạn nào quan tâm thì có thể inbox cho shop hoặc gọi điện trực tiếp cho shop. Ok, khi có video dài hơn và sau khi chiếc xe hoàn thành thì mình cũng sẽ làm một cái video clip mới, thì mong rằng các bạn sẽ đón xem cái video clip đó. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video clip này, và cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kho đồ chơi suốt thời gian vừa qua. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.